Người dâu mọi người kê cho mọi người nói bộ này 90 triệu. Những người mà không phải dân đầu gỗ ấy, cũng chẳng biết nó là gỗ gì, cứ thấy kêu ở đẹp quá, thầu ngồi thất quá, ngồi sướng quá thì ngồi thôi, chứ chẳng biết là gỗ gì. Bộ Mộc đang ngồi trên đây là bộ gỗ gõ đỏ candy nhá mọi người. Thì bộ này đèo tay nghe nguyên khối này, bộ này là 81.900.000. Cho mẫu hàng như thế này, tay nghe nguyên khối. Còn mọi người sẽ thấy là nó có những mẫu hàng gỗ gõ đỏ nhưng mà rất là rẻ, như bộ này là cũng là gỗ gõ đỏ. Tay 14 cũng là tay nghe nguyên khối nhưng mà bộ này giá của nó là chỉ có 26.500.000 thôi. Nó rẻ hơn bộ kia gấp gần 3 lần đó. Gần 3 lần. Đấy mọi người thấy không? Thì thực ra là nó mắc hay rẻ là do cái chất liệu sản xuất ra nó. Cái gỗ gõ đỏ này là gỗ gõ đỏ phách nha mọi người. Nghĩa là chất liệu của bộ này là gỗ chèm rừng, mặt gỗ sen đèo, mộc sơn qua màu gỗ gõ đỏ thôi. Đấy. Thì một xíu Mộc sẽ chỉ mọi người coi cắt coi bộ ghế này. Trước hết cho mọi người coi cái bộ gỗ gõ đỏ đúng chất cây của nó. Hàng 81.900.000. Bộ này 81.900.000 và bộ này tay 12 dáng 14. Thì nghĩa là tay cột này tay 12 và mọi người thấy cái cột này là vân của nó là vân rất là đẹp luôn. Đấy. Và cột của nó là cột không tâm. Là không tâm à. Và mọi người thấy các đường găng này của nó này. Đấy, gỗ quý ấy, thì các đường găng của nó vẫn có găng nứt nha mọi người nha. Thì nó vẫn là găng nứt nhưng mà găng nứt răm răm, găng nứt nhỏ thôi. Và mọi người thấy các khớp ghép này của nó này, nó rất là nhỏ. Như Mộc hay nói là cái độ gỗ co rút nó ít ấy. Gỗ quý ấy, nên cái đường các khớp ghép của nó rất là nhỏ luôn. Đấy. Và vân gỗ này là vân tự nhiên của nó, mọi người thấy vân này, từng cái sớ vân của nó rất là nhỏ. Sớ vân nó nhỏ thì cái cây nó cứng mọi người. Đấy, đào tay nghe nguyên khối. Mặt này mặt nguyên tấm 3 phân nha. Nguyên tấm 3 phân. Các khớp ghép đi đường chỉ rất là khít luôn. Chân này chân 14. Đấy. Chân 14. Yếm viền. Đấy, mọi người thấy yếm viền lượn này. Này, ngồi vô cái bộ ghế mọi người nhìn thấy sang chảnh không? Hàng 81.900.000 ngồi ghế này thấy sướng sướng cái mông. Ngồi sướng cái mông liền. Mọi người thấy không? Bộ này là Mộc đang làm cho anh Nghị nha. Cái này là hàng khách đàn, hàng đặt đấy. Tại vì anh Nghị anh đặt bộ này là theo cái kích thước yêu cầu của nhà anh. Mặt bàn mặt ghế này mọi người thấy là cái vân cây gỗ gõ đỏ, vân cây lửa ấy. Vân rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt nguyên tấm 3 phân hết. Để cho mọi người coi quay cái băng già này. Mọi người thấy vân nhìn đã không? Nó gỗ mắc tiền nó sẽ rất là khác nhá. Như Mộc nó này tại vì đúng chất cây, những bộ này mọi người xài 7-80 năm này rất đối bình thường. Đây cho mọi người coi cái vết găng nứt của nó này. Sự khác biệt là giữa gỗ mắc tiền là cái gỗ găng nứt của nó này, nó có găng nứt nhưng mà nó chỉ găng nứt kim kim thôi. Đấy, găng nứt răm răm. Cột nó là không có tâm. Đấy. Còn kêu nhiều người kêu gỗ tự nhiên không ăn nứt thì mọi người nên xài gỗ công nghiệp nhé mọi người nha. Gỗ công nghiệp xài trong số nước thời gian thì cho nó nở ra xong nó hơi rồi mới biết. Chứ gỗ tự nhiên nhiều người vô kêu gỗ tự nhiên không ăn nứt thì không có có cái thằng xưởng này nó làm hết đấy. Bạn nói người ta chửi bạn thần kinh đấy. Nhiều người vô kêu em muốn mua gỗ tự nhiên nhưng mà không có vết nứt. Không vết nứt thì gỗ nó đâu phải gỗ tự nhiên nữa. Mọi người thấy cái loại này nó có bàn hộp đơn hộp. Đây cho mọi người coi cái hộp kéo kéo này, mọi người thấy nhìn rất là đẹp luôn. Mộc sơn xịt bên trong hết. Đấy, yếm vát viền dày. Đấy. Đây cho mọi người coi bộ bên này. Cột mọi người nhìn không đã thôi, thiệt sự mọi người. Bộ này 81.900.000 mua. Bây giờ mọi người muốn mua thì mọi người cũng phải đặt qua năm chứ bây giờ nó cũng không có rồi nha mọi người nha. Đấy, là mọi người thấy cái cột của nó này, vân của nó này, nhìn mọi người nhìn thôi thất mắt luôn đó mọi người. Cái hàng gỗ mắc tiền nó rất là khác nha. Mọi người thấy không? Từng cái cột của nó mọi người nhìn cột này, nhìn thấy đã không? Đấy. Và găng này, mọi người thấy găng nó vẫn có găng nha. Mộc nói là găng nhưng mà găng răm răm thôi. Đấy. Đây là gỗ mắc tiền. Bộ này là 7 món nha mọi người nha. Tay 12 dáng 14. Đấy. Tay nghe nguyên khối con nghe. Con nghe này là một con nghe gỗ gõ đỏ nguyên khối dày 12 phân và liền luôn. Không có ghép. Đây cho mọi người coi cái gỗ gọi là gỗ gõ đỏ hàng phách. Thường những hàng gỗ gõ đỏ hàng phách như Mộc nói là cột của nó sẽ là cột có tâm. Như Mộc nói là nó có tâm gỗ ở đây này. Thì từ cái tâm gỗ này nó sẽ có nhiều cái vết chăng nứt ra.
và nó sẽ găng nứt lớn. Đây là cho mọi người coi các khớp ghép của nó, nó sẽ găng, gọi là găng lớn hơn. Đấy không? À, nó có cái vết nứt lớn này, mọi người thấy không? Vết nứt lớn hơn, to hơn que tăm này. Đây cho mọi người coi phía đằng sau này của nó, mọi người thấy không? Vết này nó găng lớn rồi. Thì mọi người sẽ biết là gỗ này nó chỉ là gỗ thường thôi. Đấy, nó cũng là gỗ tự nhiên nhé mọi người nha. Nó vẫn là gỗ tự nhiên, nó không phải là gỗ công nghiệp, nhưng mà loại những cái loại này nó chỉ là gỗ bình thường thôi. Nghĩa là nó cũng là gỗ tự nhiên nhưng mà nó là gỗ thường, gọi là tầm trung bình khá. Nhưng mộc chấm loại này thì nó tầm khoảng 7 điểm. Đấy, đây là bộ gỗ chèm rừng tay nghề nguyên khối. Đấy, cột nó, cột này cũng có tâm và nó găng nứt này mọi người thấy. Kia là găng kim, còn cái này nó sẽ găng lớn hơn. Nhưng mà bắt buộc là phải găng như thế này nhé mọi người nhé. Bởi vì mộc hơi cây thì nó phải găng nứt như thế này. Thì mọi người xài, mọi người sẽ về sẽ không găng nứt nữa. Còn mọi người thấy thích không găng nứt phải không? Người ta làm cây tươi cho mọi người thấy từ đầu đến đầu đẹp lắm, không về găng nứt, về nhà xé cái toẹt ra to bằng đầu đũa, nhét cây đũa đồ luôn. Còn cái tay nghe mọi người thấy, tay nghe này là gỗ chèm rừng. Tay nghe này nó sẽ ghép hai khớp. Đấy, hai khớp, khớp trên khớp dưới. Đấy, bộ này là chèm rừng song lân, tay lân nguyên khối. Tay 14, bộ này thì 26.500. Đây cho mọi người coi bộ này. Bộ này ngồi cũng rất là sướng. Mọi người vô, mọi người kê vô, mọi người nói bộ này 90 triệu. Những người mà không phải dân đồ gỗ ấy, cũng chẳng biết nó là gỗ gì. Cứ thấy kêu ở đẹp quá, thầu ngồi thất quá, ngồi sướng quá thì ngồi thôi, chứ chẳng biết là gỗ gì. Nhưng mà gỗ này mọi người xài tốt không? Thì như Mộc nói là gỗ chèm rừng này thì mọi người xài cũng tốt. Xài mọi người xài khoảng 3-40 năm là vô tư. Còn mọi người giữ gìn thì nó có thể xài hơn, xài khoảng cỡ 4-50 năm hoặc là hơn nữa thì cũng được, nhưng mà mọi người phải giữ gìn. Này, cái vết nứt chăng nứt này cho mọi người coi này. Cái cây nó gọi là cây thường, nó sẽ có tâm gỗ, nó có vết răng nứt này mọi người thấy không? Đấy, thì gỗ thường nó sẽ là như vậy. Nhưng mà vân này cũng là vân tự nhiên của nó nha. Đấy, về cứ kêu ở gỗ gõ đỏ thích rẻ, lấy gỗ chèm rừng này, sơn qua gỗ gõ đỏ bén 26.500 triệu, bén chứ không thích đâu, về thích hết 50-60 triệu cơ. Mua thì mới thấy ở tin tưởng. Đây gỗ chèm rừng đó mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, gỗ chèm rừng tay 14. Cho mọi người có bộ bàn chè. Bàn chè gỗ gõ đỏ, gỗ mắc tiền luôn. Nó giống bộ 81-9 kia ấy. Bộ này là của An Nghị luôn đấy. Cái An mà An đặt bộ 81-9 kia. Đó, bộ này 7.500.000. Ghế dây nằm chơi, ghế dây này 4.200.000 cái. Gỗ gõ đỏ luôn. Đó. Quay lại bộ ghế đèo. Mẫu này là đục đèo thủ công bằng tay và đục là cao 24 dày 12 phân. Vân rất là đẹp. Đấy. Mẫu này là đục bằng tay đó mọi người. Tựa ghế là tựa bình 3,5 phân, chạm là tùng cúc trúc ma. Mặt nguyên tấm 3 phân. Đấy, tay nghe khối. Đấy, cho mọi người coi dưới gầm à. Mộc hay nói là mọi người đi coi đồ gỗ, bây giờ mọi người cũng coi dưới gầm bàn, gầm ghế, gầm đôn. Đừng bây giờ coi mặt tiền. Đấy, cho mọi người coi cái hàng mắc tiền như thế nào. Đấy, sơn xịt lót kệ bên dưới nha. Đấy, khắc ký tên này nhé mọi người. Đấy. À, cho mọi người coi bên này. Nói chung là bộ này 81.900.000 thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, mặt nguyên tấm 3 phân hết. Mặt bàn, mặt ghế nguyên tấm 3 phân hết. Ngồi vô. Cái đáy này sâu 56.5 và cái ghế này dài 1m8. Anh này đặt cái ghế nó lớn hơn mọi người. Để nằm cái này nằm lọt luôn. Cái ghế ngồi vô. Ngồi vô nhìn rất là sang luôn. Bộ này là bộ bao gồm 7 món nhá mọi người nhá. 81.900.000. Và xin báo kích thước cho mọi người luôn. Bộ này thì nếu mà mọi người để phòng khách mọi người nó sẽ chiếm diện tích là chiều dài này là 3 m. Ngang là 2,9 m.
Băng ghế dài này là dài 2m12, sâu là 77, cao là 1m2. Cái bài này là 1m43, ngang 80. Nó có hai hộc kéo nha. Bộ này mắc tiền là bởi vì chân 14 nha mọi người nhá. Chân này chân 14. Chân bàn, chân ghế, chân đôn, chân 14. Bộ này tay 12 nhưng mà dáng lớn. Hai cái ghế đơn này là ngang 93, sâu là 77, cao là 1m2. Cái đôn hộp này là 55 ngang, sâu 65. Cái đôn này nó có một đôn ngồi là 55 vuông và một cái đôn cao. Mọi người để ý cái đôn này là để ngồi này. Còn cái đôn cao kia là để bình bông. Là bộ này nó bao gồm 7 món. Đấy, đây cho mọi người coi cái ghế này, ngồi vô. Cái dáng ghế ngồi rất là to nha. Nhìn so nó khác biệt so với một bộ tay 12 bình thường. Bộ này là tay 12 dáng 14. Đấy. Rồi vậy nhá mọi người nhá. Chào mọi người.